Ok, chào các bạn, mình đến từ Salon Media và trong cái video lần này thì mình xin hướng dẫn các bạn làm thế nào để có thể chuyển đổi giao diện từ tiếng Trung sang tiếng Anh trên phiên bản máy nghe nhạc Philips SA5019. Bởi vì là giao diện ban đầu của máy sẽ là tiếng Trung nên sẽ hơi khó để có thể sử dụng và tiếp cận. Thì ban đầu các bạn hãy vào phần setting, nó sẽ có một cái biểu tượng hình bánh răng như thế này, bạn nhấn vào đấy. Và bạn sẽ lướt xuống phần phía bên dưới, phần cuối cùng ấy. Nó sẽ hiện thị ra một cái dấu chấm than, bạn nhấn vào biểu tượng này, bạn nhấn vào, sau đấy bạn sẽ nhấn vào cái biểu tượng đầu tiên, và ở đây là giao diện chính của phần thay đổi ngôn ngữ trên chiếc máy nghe nhạc của chúng ta. Nếu các bạn muốn sử dụng giao diện bằng tiếng Anh thì các bạn có thể nhấn vào biểu tượng ba dấu gạch ở phía bên này, bạn kéo nó lên trên, và hiện nay trên máy nghe nhạc của mình đã được thay đổi ngôn ngữ sang tiếng Anh. Và phần hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe.